Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã số 18 ngày 7 tháng 4 năm 2023 đối với đối tượng Trần Minh Vẹn, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tại ấp Long Hòa, xã Long Điền B, huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang về hai tội danh mua bán người dưới 16 tuổi và bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật theo Điều 151 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội mua bán người dưới 16 tuổi có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 20 năm tù trung thân, bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Theo điều 157 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 12 năm, bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định. Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Bên cạnh đó, Công an thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương còn ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng Lê Văn Luân, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Đối tượng Thạch Phú, sinh năm 2005 hộ khẩu thường trú tại ấp Cần Giờ 1, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Và đối tượng Võ Văn Sang, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại ấp An Mỹ, xã Hòa An, huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang. Cố ý gây thương tích là hành vi cố ý xâm phạm thân thể, gây tổn hại cho sức khỏe người khác dưới dạng thương tích cụ thể. Hành vi cố ý gây thương tích là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ sức khỏe của người khác. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù trung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an 069 234 5860 hoặc 069 232 1667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do truyền hình Công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.